Ồ, nhà đẹp quá ta. Đây là ở nhà quá phụ nữ, ô cửa. Cửa đẹp quá, cửa cổ. Cái gì cái tòa nhà đẹp quá ta. Dạ, quá phụ nữ, thành phố Hồ Chí Minh. Điều kiện cấp giấy chứng nhận chính thức. Cắt mài, thiều mài, kết cờ mài, màn rèm cửa, đan kim, móc len sợi, thủ công từ da, bánh kem, và kế thức uống, đầu câu, làm bánh, hương lạnh. Rồi tôi sẽ chăm sóc da, để với tóc trang điểm cho kia mới được. Có tóc nẹp. Cái chứng nhận tạo mẫu đó. Nhưng mà 4 giấy chứng nhận của các lớp sau: vẽ kim và cọ nét, vẽ cọ nét và cọ tóc, vẽ cọ bản, vẽ cọ bản nâng cao, vẽ móng nổi, đắp móng tay. 4 lớp, 2 lớp chuyên đề, 2 lớp chuyên đề. Ô cửa khổ đẹp. Trong nhà đẹp chứ, trong nhà nó trong nhà đẹp chứ. Cái chút đẹp nó đơn giản đẹp. Đây có tòa nhà ở trên này. Đó là cô đến thành phố cổ. Cổ xưa. Phòng... phòng 30 mấy ta. 31 vừa cổ không, kiến trúc cũng cổ luôn, rất hợp nè. Thiên dương khung cửa mà tu đó, còn ướt của tòa nhà đó. Chói gió nắng đó, còn học cổ xưa luôn, đẹp quá. Tôi đứng phố cho nên yeah.